Rồi. Rồi hôm nay này hướng dẫn mấy em đi làm cái đề tiếp theo, kiểm tra giữa học kỳ 1 để tham khảo đây. Toán lớp 11 năm 2045 của trường Gia Bình số 1. Đó, đề này cũng cấu trúc mới ha. Gồm 3 phần. Rồi, trắc nghiệm đúng sai và trả lời ngắn. Tự luận. Nhưng mà tự luận chứ không trả lời ngắn. Rồi, ta đi vào phần số 1. Đổi số đo 135 độ ra radian. Đó. Thì chúng ta biết rồi, một bi á, là bằng 180 độ. Vậy khi mình đổi cái gì đó ra thì mình sẽ dùng cái công thức tam sút thôi. Đó. Thì bi đúng không? Radian. Thì ứng với 180 độ. Đó. Thì đây là cái công thức chuyển đổi. Rồi. Như vậy ở đây chúng ta đổi từ 135 độ sang radian, người ta lấy 135 nhân bi chia 180. Đấy, 135 không có để chỉ độ nữa nha, nhân bi chia cho 180, mình lấy 135 chia 180 đó, nó ra là 3 phần 4, tức là 3 bi chia cho 4. Rồi, mình sẽ chọn đáp án là B. Ta đi vào câu 2. Rút gọn biểu thức này. Thì để làm được câu này, chúng ta cũng phải nhớ công thức sin A nhân sin B. Sin A nhân B. À, là bằng trừ 1 phần 2 cos A cộng B trừ cho cos A trừ B. Đó. Đó là công thức. Thì ta có là B như thế này. Ừ. B như thế ha. Và ta hiểu A bằng trừ 1 phần 2 nè. Cos A cộng B, tức là A cộng B chia 4. Cái này nó dướng cái này quá. Đó. Cộng cho B là A trừ B chia 4 trừ cho cos A trừ B, A cộng B chia 4 trừ A cộng B chia 4 đó. Bằng trừ 1 phần 2 cos B chia 4 trừ B mất còn lại là 2A trừ cos B chia 4, còn B 4 là B chia 2. Ở đây là trừ 1 phần 2 cos 2A cos 2A, còn cos bi chia 2 á, nó bằng là 0, là bằng trừ 1 phần 2 cos 2A. Rồi, vậy ta chọn đáp án là trừ 1 phần 2 cos 2A là đáp án D. Bữa nay vắng một bạn là do học online bù ngữ văn nên không thể học được thầy. Rồi, gửi video sau. Nói chung là đề cũ là bao la mà, đề cũ thì trường chuyên nhóc cho, nhưng mà thầy thích giải đề mới hơn, chả dừng mặc dù đề mới nó đề này không có khó nhưng mà thầy vẫn thích giải hơn đề cũ hay của chú mới, trừ khi mà nó ra chưa kịp à, trên mạng chưa có mấy cái đề mới thì thầy phải làm đề cũ. Còn có mấy đề tham khảo đề chính thức là thầy làm hết, ưu tiên hết. Rồi, x thuộc 0 tới pi, tức là thuộc cung bằng tư thứ nhất và thứ hai luôn, và tan. Thì cung bằng tư thứ nhất và thứ hai đó, thì nhìn sao? Đó là x, đúng không? Là sin nó luôn luôn lớn bằng 0. Nên sin x luôn luôn lớn bằng 0. Sin thuộc cung bằng tư thứ nhất là lớn bằng 0. Tức là đúng ra nó từ 0 tới 1. Sin lớn bằng x, thôi để lớn bằng 0 được rồi. Rồi ta áp dụng cái công thức ha, mình biết công thức sin bình cos bình một và cái đó để thầy khỏi khỏi phải ghi thì cho nó nhanh bằng một. Rồi thì đó thầy suy ra thì tìm sin bình trước.
Nói chung phải tính tan đó, để mình dùng công thức tan A cộng B. Thì trong cái trường hợp này mình sẽ sử dụng hai công thức, đó là sin bình cộng cách bình bằng 1, và mình sử dụng ba công thức tan x, sin x chia cos x, và mình dùng thức tan A cộng B. Tan A cộng tan B, 1 trừ tan A tan B. Chắc chắn là công thức là phải nằm lòng. Còn mình không không nhớ, giống như cấp 1 không học cuộc bảng nhân là coi như là không có học, là không có chương, gọi là của chương mà giờ nó gọi là bảng nhân, là không có làm được gì chứ. Đó, là bằng 144, 169. Rồi từ đó mình mới suy ra được sin x nhận hai giá trị. Căn 144 là 12, 69 là 13. Dương nhận. Hoặc sin x bằng trừ 12 phần 13 âm loại. Vì sin x dương, không phải dương mà không âm, nếu mà không là không âm. Rồi chúng ta sẽ dùng tan tan x là sin x chia cos x, đó là trừ 12 phần 13, cos x là 5 phần 13, đơn giản 13 mẫu, còn lại trừ 12 phần 5. Rồi ta dùng công thức tan x cộng b chia 4 là tan a cộng b, với b là biết nhiêu ha, b là b chia 4 đó. À, tan A cộng tan B, 1 trừ tan A tan B, tan X là trừ 12 phần 5, tan B chia 4 là 1, 1 trừ phải trừ 12 phần 5 nhân cho 1, thì cái này mình ra được kết quả, mình bấm là trừ 12 chia cho 5 bằng, à, mình dùng cái phím and đúng không, and đó, cộng 1 chia cho 1 trừ and nhân 1, với 1 như khỏi nhân cũng được, đó, trừ 7 phần 17. Rồi đã chọn đáp án là D. Đó, ta hoàn thành được câu 3. Không? Trừ 17 phần 17 qua nhé. Ta đi vào câu 4. Để đây muốn làm cái này thì mình cũng phải nhớ cái công thức rồi đúng không? Đó. Khi mình học là có ít nó bằng bằng 1 á, thì cái đuôi của mình á, là K2B đúng không? Đó. K thực chất, nhưng mà bấm shift code 1 nó sẽ ra là gì? Shift code 1 ra không, không còn K2B là K2B. Đó. Chúng ta hiểu điều đó ha. Rồi. Cho nên ở đây cái hàm số này xác định khi cái mẫu đó khác không. Đó. Y xác định khi 1 trừ code x khác không. Tức là code x khác 1. Mà có đích khác một là x khác k hay b, dấu bằng hình dấu khác. Đó. Bài tập xác định của hàm số là e dấu bằng r hiệu k hay b. Đó, vì chọn đáp án C. Rồi ta đi vào câu số 5. Tìm giá trị lớn nhất và nhỏ nhất của hàm số lần lượt là, thì mình kẹp thôi đó, ta có này. Kẹp giữa đó là trừ 1. Mẹ ơi, cái này nó xuống đây trừ 1 nè, vén bằng sin x cộng 3 bên chia 4, vén bằng 1 đúng không? Đó, tương đương mình nhân 3 không có đổi chiều, trừ 1 nhân 3 là trừ 3, nhân 3 nhân 3, rồi mình trừ 1 cũng không có đổi chiều, đó, trừ 3 trừ 1 là trừ 4 luôn cho nó nhanh, này trừ 1, này 3 trừ 1 là ra 2, mà cái này chính là trừ 4, bán bằng y bán bằng 2, giá trị lớn nhất là 2, giá trị nhỏ nhất là đấy. Giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số lần lượt là lớn nhất của mình đó là 2 và nhỏ nhất của mình đó là gì? Trừ 4. 2 trừ 4, chọn đáp án B. Ta đi vào câu số 6. À.
nghiệm của phương trình này thì mình cũng đã học công thức mình biết rồi, nhớ nó cos x nó bằng trừ một đúng không, thì cái đuôi nó vẫn là k hay pi, shift cos của trừ một, cos trừ một nó sẽ ra là pi, pi cộng k hay pi. Vậy đây cái phương trình này trừ một thì mình cho đó y chang này thôi chứ có gì đâu đó, x bằng pi cộng k hay pi đó, thì chọn đáp án là C. Rồi, tôi đi vào câu 7. Nghiệm của phương trình này có dạng x bằng trừ bi chia em k bi chia n n gì đó, mà n đục n sao, k n phân số tối giản mà chia n. Thì mình nhớ cái công thức cotang u bằng cotang v. Đó, cotang u. Cotang u bằng cotang v tương đương với u bằng v cộng k bi. Đó, k thực chất. Vậy đây căn 3 này nè. Đúng không? Cotang x cộng bi chia 3. Rồi, căn 3 này mình bấm cotang bấm làm sao? Mình sẽ bấm nè. Shift tan, bấm nghịch đảo của nó. 1 chia cho căn 3. Chứ bấm căn 3 không được nha. Nó sẽ ra là cotang của chỉnh chế độ radian. Shift mod 22. Ra là bi chia 6. Cotang của bi chia 6. Và u là x cộng bi chia 3, v là bi chia 6, x cộng bi chia 3 bằng bi chia 6 cộng k bi. K thuộc chết. Rồi, ở đây bi chia 6. Bi chia 3 là gì? Là 2 bi chia 6 đó. Bi chia 6 trừ cho 2 bi chia 6 là trừ bi chia 6. Rồi, vậy à, từ đó ta đồng nhất thôi à, x nè, x bằng này đúng không, thì từ đó mình suy ra m bằng 6 và n nó sẽ bằng là 1 đúng không, đó, đồng nhất là chia nha à, từ đó ta có m trừ n bằng 6 trừ cho 1 bằng 5. Chọn nghe. À, ta đi vào câu số 8. Rồi, cho dãy số UN ba số hạng đầu tiên, dễ quá. Số hạng thứ nhất ứng với N bằng 1 là U1. 1 chia 3 mũ 1 trừ 1 là 1 phần 2. Rồi, số hạng thứ hai. Số hạng thứ hai ứng với n bằng 2 là U2 bằng 2 chia 3 mũ 2 trừ cho 1, 2, 32, 9, 9 chia 1 là 8, 2 bằng 8 là 1 phần 4. Rồi số hạng thứ 3 ứng với n bằng 3 là U3 bằng 3 chia cho 3 mũ 3 trừ cho 1 là 3, 3 mũ 3 27, 27 chia 1 là 27 chia 1 là 26, rồi 3 phần 26. Vậy mình sẽ chọn đáp án là B. Ta đi vào câu số 9. Tính xét tính bị chặn của dãy số trên. Này là bị chặn chắc. Đúng không? Thì nó bị chặn bao nhiêu? Thì rất là dễ nè. Mình nhập vô là 2x đúng không, cộng cho 1 đó. X cộng cho 1 chia cho x cộng cho 2, mình nhập cái số đầu tiên là n1 nó ra là 1 đúng không, và cái số tiếp theo mình nhận cái số 9999999 nó bằng là 2 đúng không, dùng con nhập 10 mũ 9 đi nó bằng 1,999 mấy, nó không thể bằng 2 được đúng không, không thể bằng 2 được, cho nên nó sẽ bé hơn 2 và nó sẽ lớn hơn 1 à, nếu nó bị chặn lại gì đó, bị chặn trên rồi bị chặn dưới mà nó lớn bằng 1, làm sao mà chứng minh nó lớn bằng 1 đây, dễ không, ta có là với mọi n thuộc n sao, ta có un bằng 2n cộng 1 trên n cộng 2, mình tách ra nè, n mình tách ra là gì,
này muốn mình muốn chứng minh nó lớn bằng một ha, mình trừ cho một cho thầy, lấy u n trừ cho một, còn hai n cộng một với n cộng hai trừ cho một, a n cộng một trừ cho n cộng hai chia n cộng hai, hai n cộng một trừ cho n trừ hai chia n cộng hai bằng n trừ một n cộng hai đó, mà n nó lớn bằng một cho nên này luôn luôn lớn bằng không đúng không? À, cho nên từ đó mình phải suy ra u n nó trừ một lớn bằng không, hai u n lớn bằng một, với mọi n thuộc n sao đặt số 1. Rồi với mọi n thuộc n sao mình biết nó bé hơn hai là gì, sẽ chứng minh nó bé hơn không, trừ hai nó bé hơn không, n cộng một chia n cộng hai trừ hai bằng hai n, làm gì mới đúng bài bản nha, chứ không phải mọi số không, mấy nhiều giáo viên dạy là bậy bài này, giải đúng nhưng mà không có đúng bản chất của bài toán đó. N cộng 1 trừ 2N trừ 4 trên N cộng 2 đó là bằng trừ 3 trên N cộng 2 là bé hơn 0, à, trừ 3 là âm, trên N cộng 2 là dương, UN là trừ 2 nè, à, bé hơn 0, 2 UN bé hơn 2, với mọi N thuộc N sao, đặt N là 2. Rồi, đặt cái này là 2. Nếu mà làm theo tù luận là gì đó nha, đó là từ 1 và 2 suy ra đó là 1, à, bé hơn bằng UN bé hơn 2. Đó, đúng không? Với mọi n thuộc n sao. Vậy hàm số bị chặn. À. Vậy à, giải số UN bị chặn. Vừa bị chặn trên, bị chặn dưới. Bị chặn dưới V1, bị chặn trên V2. Không có dấu bằng cũng được, có dấu bằng cũng được. Vậy ta nói là giải này là bị chặn. Tôi chọn đáp án là A. Còn câu B là không bị chặn dưới, câu C không bị chặn trên, không bị chặn là sai. Rồi, câu số 10. À, cho giải số UN, viết UN như thế này, số 8 phần 15 là số hạng thứ mấy? Người ta gọi thôi. 8 phần 15 là số hạng thứ N. Nên thỏa mãn của N ha. Thứ N. Do đó ta có, từ đó mình suy ra đó, là UN nó bằng là 8 phần 15 đó. Như này tương đương với n cộng 1 chia 2n cộng 1 bằng 8 phần 15. Giải này ra 15 nhân n cộng 1 bằng 8 nhân 2n cộng 1. 15n cộng 15 bằng 16n cộng 8. Chuyển qua chuyển lại 16n chia 15n bằng 15 chia cho 8. Đó, thì tương đương với n bằng 7. Rồi, chọn đáp án. Vậy 8 phần 15 là số hạng thứ 7. À, tức là U7 rồi, chúng ta chọn đáp án là D, hiểu Hãy câu số 11. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu và công sai số hạng thứ 5, số hạng thứ 5 đúng không, là U5, số hạng thứ 5 này là U5, U5 là hồng thức rồi, là U1 cộng vô 4D, U1 là 3 cộng cho 4 nhân cho trừ 2, 3 trừ cho 8 là trừ 5. Rồi thì chọn đáp án là C. Rồi đi vào câu số 12. Đây. Câu này phải vẽ hình ra. Đấy, hình chớp. Đấy, ABCD giao. Ôi, hàng này dễ quá, khỏi vẽ hình cũng được. AC giao với BD. Có vẽ vẽ ra cho thấy luôn. Ok, vẽ cái hình nhanh thôi. Ừ. Cho hình chớp SABCD đúng không? Rồi, cho cái đấy để tự do. Ừ. SABCD AC giao với BD bằng M. S đây. A B C D. AC giao với BD bằng M. Rồi, AB giao với CD bằng
AD giao với CD bằng bằng N. Tìm giao tuyến SAB và SCD. Quá đơn giản. SAB và SCD là địa chỉ S đúng không? Vậy nó cho em M này làm gì không biết. Đúng không? SAB nó cho em M nó cho vui hay sao? Đâu có dùng đâu. Đấy. Là SN đó. Đúng không? Anh nói gì về qua cho nó tự nhiên tí. Rồi. Giao tiếng nó là SN. Khi mình nói là cho này nét đứt. Đúng không? Giao tuyến của SAB SCD. ABCD. Thì trong cái mặt phẳng đúng không? ABCD. Ta có là gì? Ta gọi à, nó gọi luôn rồi. Ta gọi lại nè. AB giao CD là N. Đó. Thì ta chứng minh điểm S là giao điểm rồi. Ta có N này đúng không? À, ta có N nó thuộc gì? Thuộc AB. AB mới chứa trong ABCD. CDN nó thuộc ABCD. À, nó thuộc SAB chứ. Chứa trong SAB nhé. Mặt là SAB. Rồi N nó thuộc CD chứa trong SCD. CDN thuộc SCD. Thì từ đó mình phải suy ra N nó mới thuộc SAB giao với SCD. Rồi mình bóc hai cái này lại. Rồi ta có đó, S thì hiển nhiên thuộc cái này rồi, nó có chữ S này, đúng không? Rồi N là mới chứng minh ở trên. Từ đó suy ra giao tuyến của hàng này là SN. Rồi, đó, chúng ta chọn đáp án thôi là xong. Rất dễ dàng. Rồi, SN là chọn đáp án D. Rồi, chúng ta đi qua phần đúng sai. Ghép từng câu. Cho hàm số f(x) bằng 2 cộng 3 cos x và gx bằng sin x cộng cos x khi đó giá trị lớn nhất của x bằng 5. Đúng hay sai? Ta có x là chạy từ trừ 1 đến 1 làm theo tiểu luận đó. Tương đương mình nhân 3 nó không có đổi chiều, đúng không? Nhân 3 đây không đổi chiều. Đó, 3 trừ 1 nhân 3 này nhân 3 này nhân 3 cộng 2 cũng không đổi chiều. Đó, này cộng thêm 2 vô. Tức là trừ 3 cộng 2 là trừ 1. Này cộng 2 làm nhanh đó nha. Để cho em phía trước phía sau cũng vậy. Cộng 2 vô là 5. Đó, vậy thì suy ra cái giá trị lớn nhất của em biết là bằng 5 là đúng. Còn nhỏ nhất nó bằng trừ 2. Đúng. Nhỏ nhất nó trừ 1 chứ. Câu B, em biết đặt giá trị nhỏ nhất khi x bằng nhiêu đó. Thì ta có nè. Giá trị nhỏ nhất x bằng nhiêu? Bằng là trừ 1. Khi nào? Đó là khi cái này nó xảy ra dấu bằng chỗ này đúng không? Đó. Này đúng ra là phải tương đương cái nữa này. Đó là trừ 1. Bán bằng. Đúng không? Bán bằng fx. Bán bằng bán bằng 5. À, thì đây sẽ dấu bằng chỗ này.
thì cái đầu tiên sẽ ra bằng, tức là có x bằng trừ một, trừ một nãy mình học rồi, x sẽ bằng cái đuôi là k hay bi đúng không? À, nhưng cái đầu là trừ một, bấm shift có trừ một ra bi, pi cộng k hay bi, và đáp án nó cho là pi cộng k hay bi là đúng. Đó, đúng nha. Hai câu, câu A là đúng, câu B cũng là đúng. Giờ đi qua câu C. Giá trị lớn nhất của gx là bằng trừ căn 2, gx là bằng sin này cộng cos này, thì ta có gx này. Gx bằng sin x cộng cos x, thì mình phải nhớ được cái công thức là gì, đó là sin a cộng b bằng sin a cos b cộng sin b cos a. Thì chỗ này mình phải biến đổi, mình phải chia hai vế cho mình phải nhân căn 2 chia 2, nhân căn 2 chia 2 là đây là nhân cho căn 2 nè. Cái này nó hơi khó nha, nên là phải hỏi phải có kỹ năng mới làm được. Căn 2 chia 2, căn 2 mà chia cho 2 thì nhân cho căn 2 đây nè. Còn bạn hỏi làm sao biết thì mình làm mới có kinh nghiệm thôi chứ sao vậy. Đây là cái kỹ năng biến đổi buộc mình phải làm, mình mới có kinh nghiệm mới làm được. Đây chính là mình hiểu nè, căn 2 chia 2 nhân cho sin x cộng cho căn 2 chia 2 nhân cho cos x. Đó, tức là hiểu không, tức là căn 2 mình nhân vô dương này nó bằng 1, căn 2 nhân vô dương này bằng 1. Đó, mình phải tạo ra gì đó. Rồi cái căn 2 chia 2 này mình để phía sau đi, sin x để trước đi. Mình sẽ đưa về cos là cos của vị trí 4 đó. Còn cái căn 2 chia 2 này mình đưa về sin thì sin cũng là vị trí 4 luôn. À, còn cos x để lại đó, và đây chính là cái công thức này, sin a cos b cộng sin b cos a, tức là bằng căn 2 sin a cộng b. Rồi thì từ đó chúng ta mới dùng phương pháp kẹp. Ta có là gì, đó là trừ một bé hơn bằng sin x cộng cho vi chia 4 bé bằng 1, và tự nhiên căn 2 nó không đổi chiều, tự nhiên căn 2 vô không đổi chiều, nhân căn 2 không đổi chiều, nhân căn 2 cũng không đổi chiều. Dạng này nó chính là gx. À, giá trị nhỏ nhất chứ không phải này là nó lớn nhất là sai, giá trị lớn nhất của gx là bằng căn 2, nhỏ nhất mới bằng trừ căn 2 nha. Đó, vậy bằng căn 2 thì đáp án này là sai. Rồi tiếp theo nó nói là gì, hàm số gx đạt giá trị nhỏ nhất là như đây, nhỏ nhất là khi trừ căn 2 nè. Đó, giá trị nhỏ nhất của gx là bằng trừ căn, bằng là giá trị nhỏ nhất đúng không, là trừ căn 2 khi nào. Đó, mình hiểu là khi dấu trừ ở đây là bằng bên phải đúng không, bên phải thì cái đầu tiên bên phải đó tức là sin x cộng vi chia 4 bằng trừ 1. Đó, sin x cộng vi chia 4 bằng trừ 1 mình học rồi. Trừ 1 á, là cái đuôi là k hay pi cộng với 1 đúng không. Đó, đuôi là k hay pi. Đó, tức là sin x cộng vi chia 4 bằng k hay pi. K được chết, nhưng mà mình bấm shift sin của trừ 1 nó ra là trừ vi chia 2. Đó, cộng k hay pi. K được chết. Rồi, tương đương. Mình chuyển vế qua. Đó, để giải x. Trừ vi chia 2 là trừ 2 vi chia 4. Chuyển qua trừ vi chia 4 nữa là trừ 3 vi chia 4. Rồi. Đó. Thì theo đáp án là trừ 3 vi chia 4 cộng k hay pi là đúng. Và ta hoàn thành xong câu số 1. Ta sẽ đi vào câu số 2. Cho cấp số cộng UN có số hạng đầu là U1 bằng 3 bằng 2, không sai. Rồi, hãy công thức số hạng đồng quát của cấp số cộng. Quá dễ. Công thức của số hạng đồng quát.
là UN bằng U1 cộng N trừ 1 nhân cho D. U1 mình là 3 bằng 2 cộng N trừ 1 nhân cho D là 1 bằng 2. À, bây giờ mình nhân ra cũng được là 3 phần 2 nè, cộng N chia 2 trừ cho 1 phần 2. 3 phần 2 trừ 1 2 là 2 bằng 2 là 1 cộng N chia 2. Mà nó nói N chia cho 3. Vậy đúng hay sai? Sai. Câu B. Ừ. Là số hạng thứ 8 của cấp số cộng là 5. Số hạng thứ 8 của cấp số cộng tức là U8. Đó. U8 thì bằng 1 cộng 8 chia cho 2 đó là 1 cộng 4 là bằng 5. Đúng hay sai? Đúng. Lấy cái công thức trên câu A làm cho nó nhanh, hiểu không? Còn không mà làm U1 cộng 7 U8 á bằng U1 cộng 7D của mình. Kết quả giống nhau. 15/4 là một số hạng của cấp số cộng đã cho, tức là mình gọi 15/4. Giả sử 15/4 là số hạng của UN, chứ đừng gọi nha, gọi là nói chung là mặc định là được rồi, giả sử thôi. Và nó có tồn tại N thỏa mãn không? Là số hạng thứ N của cấp số cộng đã cho. À, thì ta có UN bằng 15/4. Cái này tương đương với 1 cộng n chia 2 bằng 15/4. Đó, bấm chữ son cho nhanh. Đó, 1 cộng 0,5 x 15, 1 n chia 2 là 1,5 bằng 15 chia cho 4. Đó, shift son là 5,5, n bằng 5,5. Loại không thỏa mãn nha. Đó, vậy 15/4. Không, không là một số hạng của các số cộng đã cho. Vậy nó nói là có số hạng, vậy đáp án này là sai, C sai. Câu D. Tổng của 100 số hạng đầu tiên của cấp số cộng ON. Quá quen rồi, công thức S100. Đó, nó bằng là gì? N chia cho 2, đúng không? Đó. Nhân cho 2U1 cộng cho N trừ 1 nhân D. Quá quen nha. Rồi, bằng 100 nhân ra 2U1 của mình. Đó là U1 mình lấy là bằng 3 phần 2. D là 1 phần 2. N là 100 trừ cho 1 á. 100 trừ cho 1 là bằng 99. D là nãy là 1 phần 2 chia cho 2, này có máy rồi, cái trong ruột của mình là 100 chia 2 là 50, nhân trong ruột của mình là 2 nhân 3 bằng 2 là bằng 3, trừ cộng cho 99 chia 2, 99 bằng 2. Rồi, nó ra lại 2625. Đó, vậy đây 2620, đáp án này là sai. Rồi, là tôi đã hoàn thành xong phần đúng sai. Bây giờ tôi sẽ đi vào phần tại vì đề này dễ, bạn hiểu không? Nó dễ hơn mấy cái đề Việt Đức, cho nên mình làm kia rồi mình quay lại này thấy dễ hả? Đó. Cho nên thầy mới nói rồi, gặp đề nào làm đề đó thôi. Thì nó ra đề mới làm đề mới, còn nếu bữa sau mà nó chưa ra kịp á thì thầy sẵn làm đề cũ nha, đề năm năm trước. Đề năm nay là đề tham khảo là chủ yếu. Đề năm trước thì nó cũng hay đó, nhưng mà nó không cho cái dạng cấu trúc mới thôi, cho dạng tự luận với trắc nghiệm thôi. Kiến thức thì giống nhau đâu có gì khác, nhưng mà thầy vẫn ưu tiên cái đề mới hơn đó ha. Chừng nào mà hết mình hãy quay lại tính sin hay a cos hay a biết sin này thì nó cho cung phần tử thứ hai đó. Giờ muốn tính sin hay a phải nhớ công thức sin hay a là cái gì, đúng không? Đó, nhớ chung là phải học thuộc lòng, không nhớ là thua. Sin hay a đó, hai sin a cos a, cos hai a nó có ba công thức, đó là cos bình a trừ sin bình a, hai cos bình a trừ một, một trừ hai sin bình a. Đấy. Rồi đấy, đơn giản đúng không?
Thì bây giờ có xin nè, bây giờ mình phải biết code là mình phải lập luận cái cung nó trước để mà hồi mình nhận loại nè, vì nó là cung phần tư thứ hai nên code A nó âm. Đó, mình dùng công thức sin bình cộng cực bình nó bằng một, thì công thức đó là quá quen ha, sin bình A cộng cos bình A bằng một. Cái này nó lẽ thầy không ghi đấy, thôi kệ luôn. Rồi thì dùng cos bình A nè, nó bằng một trừ sin bình A, một trừ cho một phần ba bình phương, tức là một trừ cho một phần chín là bằng tám phần chín. Rồi từ đó mình suy ra cos A lấy căn tám phần chín lên là hai căn hai chia cho ba, loại cos A mà, đúng không? Đó. Wow. Cos A bằng trừ hai căn hai phần ba nhận. Đúng. Trả lời là vì cos A âm. Rồi chúng ta sẽ tính tiếp theo là sin 2A. Sin 2A là 2 sin A cos A. Đó. Sin A là 1 phần 3, cos A là trừ. Đó. 2 căn 2 chia cho 3. Đơn giản, không có đơn giản được gì hết, là trừ 4 căn 2 chia cho 9, đúng không? Đó. Rồi, xong câu này. Tiếp theo, đó là cos 2A. Dùng lúc nào cũng được. Còn cos bình A đi, trừ cho sin bình A đi. Đó. Cos bình A, tức là bằng cos nãy đó, là trừ 2 căn 2 chia 3 bình phương, trừ 1 phần 3 bình phương. Rồi bấm máy đây. 2 căn 2 chia 3 bình phương, nó nhẩm ra luôn là 8 phần 9 trừ cho 1 phần 9 là bằng bằng 1 luôn. À, 79 đấy, 8 9 1, 79, 7. Rồi, xong. Cộng mới bằng 1, 89 cộng 1, 9 mới bằng 1. Cho đi vào câu 2. Một vật chơi động điều hòa xung quanh cân bằng, vị trí cân bằng theo phương trình này. Nhiều bạn làm bên lý là không đúng nha, học bên toán phải làm bên toán nha, được học mà làm bên lý à. Nhiều bạn dùng cái công thức bên lý này, chu kỳ rồi bậy bạ chứ. Toán là phải làm bên toán, mình không hiểu thì mình xem như lý là mình không biết gì hết. Chứ mà làm bên lý là sai đó. Nhiều bạn hỏi gì thì có nên không, không nên nha. Với T là thời gian tính bằng giây, X là quãng đường tính bằng cm. Rồi hãy cho biết trong khoảng thời gian thì không đến giây vật đi qua vị trí cân bằng bao nhiêu lần. Quá vậy, y chang bạn trước của đề trước đúng không? Đó, thì vật đi qua vị trí cân bằng khi ly độ là bằng không. Vì vật đi qua vị trí cân bằng nên ly độ bằng không. Từ 0 đến 5 giây thì bây giờ mình xét từ 0 đến 5 giây thôi. Đó. Thì bây giờ này, nó đi qua vòng bằng thì ta xét x bằng 0. Đó thì tương đương 3 có 4. 4t trừ 2v chia cho 3 bằng 0. Đó. Thì ta tương đương, ta chia xuống 0. Và cos bằng 0 là cái đuôi mình biết rồi ha. Cos bằng 0 là cái đuôi là kb. Đúng không? Đó. Cái đuôi là kb. Nhưng mà mình nắm shift cos 0 á thì nó sẽ ra là cũng là shift cos 0 nó ra là bi chia 2. Đó, cộng cho kb k z. Ở đây mình giải ra t, phải giải ra t mới được nhé. Ở đây nè, 2 phần 3 chuyển qua là cộng 2 phần, trừ 2 phần 3 chuyển qua là cộng 2 phần 3. Đó. Đúng không? Cộng cho 2 phần 3. Tức là 2 vi chia cho 3 đó. Làm từ từ ha. Rồi quy đồng là 3, 7, 7 vi chia cho 6. Đúng không? 3 với 4, 7 vi chia 6. 7 vi chia 6. Rồi chia, bỏ bi hết đi. Rồi mình chia 4 xuống. 6 phần 4, 24. Rồi. K chia cho 4. Hay là 1 phần 4 K đó. Thường tôi ghi 1 4 K, ghi kiểu nào cũng được chứ. Rồi vì T thì sao? Chạy từ 0 đến 5 giây đúng không? Nên đó, cho cái số đó đó chạy từ 0 đến 5 đó, 7 phần 24 cộng 1 phần 4 K bán bằng 5 đó, tương đương bấm shift son này ha. 7 bằng 24, 7 phần 24 đó, cộng cho 1 phần 4 x shift son bằng 0. À, nó ra là trừ 1,16 bán bằng k cho nó bằng 5. Tiếp son
18,83 đó vậy. Từ đó mình phải suy ra k sẽ thuộc trừ một cái máy là trừ một không một hai vân vân tới 18 hay mấy là tới 17, 18 đó, suy ra số giá trị thì đó mình lại nói số giá suy ra số giá trị k là lấy số lớn trừ số bé nè, số lớn nhất này, trừ cho số bé nhất chia cho khoảng cách những cái số là một cộng với một thì là 19 cộng 1 20 giá trị k. Rồi chị chọn đáp án, ở học qua đáp án nha. Cái này đúng là làm ghi đáp số 20 nhưng mà này nó không cho đáp số nha, nó kêu làm cái tự luận, vậy là ghi cho vui vậy đó, là cái đề này nó thích vậy. Đúng ra là này là thôi ghi tự luận nó đi. Rồi cho phương trình như thế này, tổng tính tổng các nghiệm không để bi của phương trình trên, thì phương trình này sin bằng sin quá dễ rồi đúng không? Đó. Ta biết cái công thức sin u bằng sin v đúng không? Đó. Sin u bằng sin v, u bằng v cộng k hay vi đúng không? K thuộc chất hoặc u bằng bi trừ v cộng k hay vi, k thuộc chất. Rồi, ở đây sin bằng sin u tức là 2x trừ pi chia 4, v là x cộng 3 pi chia 4 đó. Cái x bự luôn luôn để phía trước nha, 2x để bên trái nha. Đó, u là bằng v nè cộng k hay vi hoặc u bằng bi trừ v cộng k hay vi. Đó, mình giải này ra trừ pi chia 4 chuyển qua là cộng pi chia 4 là 4, 3 pi chia 4, pi 4 là 4, pi chia 4 là pi. À, x này chuyển qua trừ x, hay chỉ x rồi mất, còn lại là x. Tức là x bằng pi cộng k hay pi. X bằng pi cộng k hay pi. Còn chỗ này đúng không? Trừ x chuyển qua thành là 3x. Bỏ đi x này. Rồi, pi trừ cho 3 pi chia 4 là pi chia 4. Pi chia 4 chuyển pi chia 4 về cộng pi chia 4 là 2 pi chia 4. 2 pi chia 4 là pi chia 2. Pi chia 2. À, mình chia 3 xuống là pi chia 6 cộng k 2 pi chia 3. Đó, đúng không? À, nó cũng rất là dễ, không có khó. Đúng chưa? Rồi. K 2 pi chia cho 3. Ở đây chúng ta xét á, là x tổng các nghiệm đâu không đến pi đó, thì với x thì đây tới đây làm đúng bài bản này vậy ha. Đó, không đó, xét xét cái này, xét cái này. Đó, ta có không vẽ x vẽ pi không có dấu bằng nha, tại vì cái khoảng đó, thì tương đương không vẽ pi pi cộng k hay pi bé hơn pi. Cái này giải tay cho nó nhanh hiểu không, thì chuyển qua là trừ pi chia cho 2 pi là trừ 0,5 bé hơn k, chuyển qua là không pi trừ pi hết, không chia gì cũng là không, rồi lớn trừ 0,5 mà bé không là không có tồn tại đúng không? Đó thì từ đó mình suy ra là k thuộc rộng trong trường hợp này. Ừ. Rồi tiếp theo xét cái x đằng này. Ừ. Thì ta có thuộc không đến pi thì sẽ tương đương không bé hơn pi chia 6 cộng k hai pi chia 3 bé hơn pi, tương đương rồi bấm máy nè pi chia 6 cộng x nhân 2 pi chia 3 đó, bằng 0 tiếp son bằng trừ 0,25
Rồi, cho nó bằng bi. Chiết sơn bằng 1,25. Thì nói mình mới suy ra K nó sẽ thuộc trừ 0,25 là lớn là 0 với 1. Đó. Rồi, với K bằng 0, ta có x, x1. Đó này là 0, nhân vô là bằng pi chia 6. Đó. Rồi, với K bằng 1, ta có x2. Này là 1. Rồi, này là 4 pi chia 6 cộng, này nhân quy đồng lên là 4 pi chia 6 cộng pi chia 6 là 5 pi chia 6. Rồi, vì tổng các nghiệm là x1 cộng x2 là pi chia 6 cộng cho 5 pi chia 6 là 6 pi chia 6 là pi. Rồi xong. Ta đi vào câu số 4. Xét tính tăng giảm của dãy này. Em muốn biết tăng giảm thì dễ lắm, nhập vô máy tính là biết liền. Cho hai số là biết tăng giảm liền. Đúng không? Đấy, nhưng mà này ví dụ em nhập vô hai số đầu tiên này là em biết liền. Ví dụ x này, cộng căn x bình trừ 1 đó, em cho số con là 1. Ra là 1, cho số 2 ra là lớn 1, vậy là dễ tăng chắc. Đấy, UN mình sẽ chứng minh UN trừ 1 trừ UN chia hoặc là nhân, đúng không? Thì bài này dùng phép hiệu, cái nào cũng dùng phép hiệu đó là hay nhất. Mình sẽ biến đổi nó lớn không. Thì ta có là với mọi n thuộc n sao, đó, thì ta có UN cộng 1 trừ UN, biết cái cách làm ha, chỗ nào n thay vào n cộng 1 vô, đó là n cộng 1 trừ n cộng 1 bình phương trừ cho 1 trừ UN n trừ căn n bình trừ 1. Đó. Đó. Hiểu này ha, thay vô đây là n cộng 1 trừ căn hay chuyển trong n bình cộng 2n cộng 1 trừ cho 1 trừ n trừ trừ cộng n bình trừ n trừ 1 rút gọn cho n. Đấy, còn lại là 1. Cái căn trừ này để biết sao là n bình trừ 1 trừ căn n bình cộng 2n. Đấy. Rồi mình sẽ nhân lượng liên hợp cho hai cái sau đó là n bình trừ 1 đúng không? Trừ cho n bình cộng 2n chia cho căn nhân cho căn cộng á. Đấy. 1 cộng đây là n bình trừ n bình mất đúng không? Còn lại là trừ 1 trừ 2n. Và nếu mà làm gì còn cái này lại chẳng n cộng 1, chỗ này n cộng 1 trừ cho n cộng 1 trừ n cộng 1 phương trừ n và thay n cộng 1 trừ cái này n bình cộng 2n cộng 1 trừ 1 trừ n cộng. Rồi cái này rút gọn lại lần này đúng không? N còn lại là 1 cộng n trừ 1. Rồi tới chỗ này chắc chắn mình phải chứng minh nó lớn hơn không, tại vì nó là dễ tăng. Sao chứng minh lớn không đây? Nó là như thế này, lớn không bài này cũng hay nha, tới đây là chứng minh lớn không không có dễ đâu nha. À, thì ở đây chứng minh lớn hơn không có số 1 ở đây
Xét hiệu. Thằng này chứng minh lớn hơn không, bài này cũng chua á, không có dễ rồi. Khúc này nhân lượng liên hợp cho cái lượng cộng rồi, ok thử cái gì kìa nè, mình hiểu nha, đây là xem như là cái lượng cộng nguyên căn này chung nè, bài này hơi căng đúng không, trừ cho căn đó, mình hiểu cái đầu tiên là a, cái sau là b, vậy mình nhân cho cái mẫu là a cộng trừ b, a cộng b đúng không, đó là a cộng b lần này nè, cộng căn thì đầu tiên là bình phương lên là một, căn n bình trừ một bình phương trừ cái kia mất căn đó. Hạng thức a bình cộng 2ab cộng b bình trừ này phá ngoặc ra trừ 2n chia cho cái mẫu này, câu này cũng căng rồi, đây là một trừ một mất nè, một trừ một mất n bình trừ n bình đó, hạt trừ 2n còn là 2n đúng không. Ừ, bài này nói chung là bài này thiếu kỹ năng là lụm liền rồi, chia cái mẫu để lại rồi, đây mình đem số 2 ra phía trước, đem số 2 ra phía trước còn lại là n bình trừ 1 trừ n rồi, hai mình nhân liên hợp cho cái tử á, dưới mẫu của mình nè, hiểu không, nó còn là trên tử là n bình là trừ 1 trừ n bình, không thấy hay không, tức là mình nhân cho cái căn n bình trừ 1 cộng trên n, hiểu không? Cái này luôn luôn dương, mẫu luôn luôn dương rồi, đúng không? Cái này có thể bằng không nhưng bên này n là bằng 1 chứ đi đó. Còn cái này là luôn luôn dương. Đó, hay ha. Rồi. Nghĩa đây bằng 2 nhân trên tử là còn là trừ 1, đúng không? Trừ 1, vậy 2 nhân trừ 1 là trừ 2 luôn cho rồi. Đó. Vậy là âm. Đó, hay không? Quá hay. Đó, trên tử là âm với mẫu là dương mình chia nhau là âm, thì đó mình mới suy ra do đó UN cộng 1 trừ UN này qua hồi học kỳ 1 đi, bạn học mấy cái chương giới hạn mới hay, nói với bạn là cực kỳ hay luôn á, biến đổi rất là nhiều thứ, cái này hai là UN cộng 1 bán UN rồi, vì cái giải mà UN một bán UN với mọi N thì dễ, đó là dễ giảm ha. Đó là chúng ta đã biết rồi, vậy giải số UN là dễ giảm rồi, ta đi vào câu số 5. Đấy là tứ giác bất kỳ, rồi đề này nó cho tứ giác bất kỳ chứ nó không có cho cái hình đặc biệt, vậy ta lấy cái hình này, có tứ giác bất kỳ ví dụ này đi, à này, cho mặt phẳng alpha cho tứ giác ABCD, tức là ABCD nằm trong khoảng alpha này, S không thuộc, chẳng qua nó nói rườm rà cho vui vậy. Không, mình hiểu không, mình khỏi vẽ mặt khoảng alpha đi à, mặt khoảng alpha tức là ABCD, điểm S không thuộc alpha, M là điểm nằm trong tam giác S CD, nằm trong như vẽ thì sao, chỉ cho vẽ nè, vẽ một đường này nét đứt, nét 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 nét, nét liền liền mỏng rồi, mình lấy trên cái đường này một một điểm à. À, lấy đại điểm nó nằm đâu cũng được, ví dụ lấy đây đi tùy mình,
Điểm này là M chứ không được chấm một chấm lấy nha, phải ghẻ một cái đường mờ mờ vậy đó. Bạn thích vẽ đậm vẽ vẽ mờ thôi đó. Nằm trong cái mặt phẳng là SCD, người ta mới hiểu nó nằm trong SCD này, nó chứa trong đó đó. Rồi xác định giao tuyến của SAM và SBD. SAM SAM đây và S BD. SAM và SBD. Nhiều chỗ ở đây cho dễ nhìn. SAM và SBD. Dễ quá. Giao tuyến đúng không? Hai điểm chung có điểm S rồi đó. SAM nè. SBD vì cái điểm chung điểm S rồi, vì chắc chắn là dính S là bỏ hết, bỏ con này, bỏ con này, bỏ con này, bỏ con này, đúng không? Vì còn lại hai hàng cắt nhau hàng nào, nếu mình dùng cái hàng này là thua. Ở cắt nhau là cái hàng nằm dưới đáy đó, là hàng em là dịch chuyển xuống đây nè, hiểu không? Tức là nó nằm chỗ này. Đó, mình phải gọi giao điểm đó là cái đó đó, để cắt cái chỗ này. Thì đó chính là cái giao điểm đó. Mình gọi đó là ô chẳng hạn, hiểu không? Đó, hỏi ô là giao điểm của A em với thằng này, nhưng mà mình phải chọn cái hàng thằng cái giao điểm cái chỗ này nữa, là cái giao điểm gì đó là mình tự mình chọn thôi, được chưa? Gọi giao điểm ví dụ N đi. Tại vì câu B mình biết không có chữ N. Thì giao tuyến nó chính là SN, nói lại màu đỏ. Hiểu không? À, giao tuyến nó là SO chứ là SO. SO cho nên là rồi. Bây giờ ta sẽ giải câu này như thế nào đây? Đó, thì trong mặt phẳng nè, SCD, đó, trong mặt SCD. Tại vì M nó nằm trong phần SCD đúng không? Đó, để cho nè, M nó thuộc vào phần SCD, cho nên trong một phần SCD á, M nằm trong SCD nha, trong một phần SCD ta gọi N là giao điểm của SM. Đó, S thì nó có trong SCD rồi, M nó thuộc SCD rồi, đúng không? Nó cho là giao với CD đó. Rồi bây giờ N đúng không? N là nó thuộc CD, nó mới chứa, mình mới dùng ô là phải trong mặt đáy. Đáy thì nó có chứa chữ BD với A, A rồi, còn N là chưa thôi, đúng không? N nó mới thuộc CD, CD nó mới chứa trong ABCD. Suy ra N nó mới thuộc ABCD. Rồi vậy chúng ta phải coi trong mặt phẳng ABCD ta gọi O là giao điểm của AN. BD đứng trước đi, tại vì BD nó là giao giao nó kêu tìm mà giao tuyến đúng không? SAM. Ở đây em thì nó chứa AN, ghi AN trước đi. AN giao với BD. Đó. Có đủ bốn chữ cái trong đó rồi. Đúng không? Bây giờ mình cần chứng minh nó là thuộc cả hai mặt phẳng đó. Thì ta có O nó thuộc AN. Thì AN nó chứa trong SAM. Tại sao chứa SAM? Bây giờ trong này cái chữ A là có rồi, nhưng mà chữ N là chưa có nè. À, thì chúng ta phải mới lên đây chúng ta mới nói nè, N nó mới thuộc AM, SM.
SM đó, nãy nè, đó là do điểm của SM với CD đó. SM nó mới chứa trong SAM. Đó, hiểu không? Rồi, từ đó mình mới suy ra N nó mới thuộc SAM. Rồi, cho nên chiều này nè, mình mới suy ra O nó mới thuộc SAM. Rồi, tiếp theo là O. Nó thuộc cái gì? Nó thuộc BD. Và BD hiển nhiên là chứa trong SBD rồi. Đúng không? Tại vì O nó giao điểm nè. Yeah. O này giao điểm của AN với BD này. Đó. BD chứa trong SBD cho nên suy ra O thuộc SBD. Rồi từ đó mình mới suy ra đó là O thuộc giao tuyến của SAM giao với SBD. Ừ. Đó. Rồi, giờ ta có đó, S là thuộc hai cái này, là có chữ S trong này, O cũng thuộc, cho nên suy ra giao tuyến của hai cái này chính là SO đó. Rồi xong câu A dễ ha. Nếu bạn làm cái đề Hà Nội, bạn làm quay lại cái đề tỉnh, cái đoạn thấy khác liền nha, Bắc Ninh thấy khác liền, nó yếu yếu hơn miếng. Nhiều khi cái đề trên trường mình cũng vậy, mình làm mình thấy nó khác liền, nó không có đủ mạnh. Tại vì sao lại chọn cái đề này, đúng không? Tại vì nó là đề mới, trong khi một số đề trường chuyên cũ thì chưa giải, là do nó là học viên cũ thì là hết rồi. Rồi tiếp theo là nó kêu tìm gì, giao điểm của AM với SBD. SBD quá dễ, quá đơn giản. À. Thì giao điểm của AM nữa đúng không? Với SBD. SBD thì chắc chắn mình phải chọn một cái điểm nào trong SBD kết hợp với AM để tạo ra mặt phẳng, thì quá quen điểm S thì chắc là mặt phẳng này luôn. Thấy chưa? SAM thành là SAN luôn á. Vậy cái điểm đó là chính là cái chỗ này nè. Quá quen nha. Đó, tức là AM nó cắt SO á tại chỗ này. Cái điểm đó là mình chọn cái điểm này, nó chưa nói là điểm gì, điểm E đi. Đúng không? Đó là xong, đó, E nó thuộc AM. AM E nó thuộc SO, SO chứa trong FPD. Rồi xong, quá đơn giản. Đó, cái câu cực kỳ nhẹ nhàng. Đó. Nhiều khi vậy mà làm còn không xong nữa. Chứ đừng nói làm mấy bài phức tạp. Rồi, vậy chúng ta muốn nói là chúng ta muốn gọi E, đúng không? Trong cái mặt phẳng là gì? E là giao điểm của AM với SO. Đó, SO. Và trong cái mặt phẳng là gì? S. AM giao SO trong mặt phẳng là SAM. Đó. Muốn vậy thì phải có đủ 4 điểm nó nằm trong đó. A có không? Có không? Có nè. M có không? Chưa. Phải chứng minh M trước. Đây, nãy đã có M nó thuộc SN. Đúng không? Đó, SN nó lại chứa trong SAM. Đó, nó có chứa hai chữ SN. Chỉ ra N nó mới thuộc SAN. Rồi, được một chữ rồi. À, hai chữ rồi. Còn chữ S có không? Có luôn các bạn. Ô có không? Chưa. Mà ô nó lại thuộc AN. Không, nãy là giao điểm của AN với BD đó. AN với BD đó, đúng không? Ô thuộc AN. Mà AN nó mới chứa trong SAN, nó có chứa chứa trong SAN, đúng không? Suy ra ô nó thuộc SAN. Rồi nó có đủ 4 chữ cái rồi. Chúng ta mới xét cái mặt phẳng đó, chúng ta mới gọi nó là giao điểm. SAN nó mới gọi E là giao điểm. Rồi. À, thì từ đó bây giờ mình chỉ cần chứng minh E nó vừa thuộc AM này, đúng không? Và E nó vừa chứa trong thuộc cái mặt phẳng SBD, đúng không? Đó. E này. E là giao điểm của AM với nó thuộc AM hiển nhiên này. E nó phải thuộc SO, SO nó mới chứa trong SBD, nhưng phải chứng minh nè. Rồi trong này nó có chữ S nè, đúng không? Nhưng mà chữ O là chưa. O nó thuộc BD, BD mới chứa trong SBD, nó mới chứa trong dòng. Làm theo cái hướng tư duy ngược, hiểu không? Đó. Cần tìm cái gì
là mình phải hiểu cái đó, sau này mình làm lý hóa cũng vậy luôn. Đúng, tư duy ngược. SVD rồi à, vậy ta có O nó thuộc SVD đúng chưa, à, từ đó mình mới suy ra nè, E nó mới thuộc SVD, à, từ đó mình mới suy ra đó. AM giao với SVD nó bằng E. Rồi, xong. Hiểu nha. Đấy. Câu 5, câu 6, cuối cùng. Câu này là câu cắt điểm mà anh thầy nghĩ chắc cắt điểm cũng dễ. Cùng lắm là dùng Menelao ra. Không hề khó đâu. Thì sẽ thấy cái đề này nhìn chung là mặt bằng chung là nó cũng không có phức tạp lắm. Rồi cho anh chốt ABCD đá lên thang. Đó, rồi này mình chọn đá lên thang anh vẽ ra. Rồi cho hình chóp SABCD. Đó. Đấy, hình thang AD song song với BC. G là trọng tâm tam giác SAD. SAD là G. Mình phải né né qua một tí xíu cho nó dễ nhìn. Ví dụ gì? Đó là do mình thôi. Tùy theo cái hình, nó cho cái vị trí nào. Mình phải biết khôn, mình né qua. Rồi, E là điểm thuộc AC. AC đây. Sao cho EC thuộc AC nha, EC bằng X. Vậy cái E này là không biết đâu nè. Đúng không? EC nó bằng là X E, tức là mình lấy đại gì đó, đúng không? E nằm đây nè. E thuộc AC. Sao cho EC bằng X lần EA. Tức là nó chạy vòng vòng là chạy tới chạy lui vậy nè, không biết nó nằm ở đâu thôi. Nhưng mà nó thuộc cái đoạn này, nó không có nằm ngoài ha. Nó không có nằm một phía, nó nằm chính giữa. Rồi thì biết để GE song song SBC. Để GE song song với SBC. Đó. GE nha, song song với SBC. Đó, thấy hay không? GE nè. Đó, thì biết để GE song song với SBC. Vì song song chúng ta nên vẽ song song luôn. Đó, khi 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 lúc này chúng ta nên vẽ song song nữa. SBC vậy nó song song với đường nào trong S? SBC đây. Theo em nó sẽ song song với đường nào? Đúng không? Thì cái này hồi mới biết được thôi, để đại đi hồi tính sao. Nha. Rồi, bài này hay nha, bài này là lạ đó. Kiểu cách của bài này nó lạ chứ nó không phải là quen. Vì để một đường thẳng mà song song một thẳng, nó phải song song với một đường trên mặt đó. Đúng không? Vậy chắc chắn là cái đường GE này nó phải song song với một đường, tức là mình phải tìm một cái mặt nào vừa chứa GE và vừa chứa một cái đường trong SBC để làm chi, để nó phải song song với nhau đấy. Thì cái bài này chúng ta làm sao để làm ra đây, chắc chắn nó phải liên quan đến trọng tâm mà, đúng không? Liên quan đến trọng tâm là chắc chắn phải có điều đó rồi đấy, chắc chắn phải có điều đó. Vậy song song với cái đường nào đây? GE mà song song với SBC. Song song với SBC. Thì phải song song với một đường nào đó trong SBC. Đấy. Bài này cũng khá là hay. Rồi, xem cái cách giải đây. Thì thầy đoán đây là thầy gọi đây là nên là trung điểm nha, thầy gọi nó cắt ở đây nè, cắt ở chỗ này. Sao mày biết được? Thì nói chung này là gọi là kỹ năng mà, em hỏi sao biết được là khó nói lắm, mỗi người làm nhiều chứ nó tự động nó hình thành, nào mình cũng hay nha. Em làm nhiều chứ tự động em biết à, tức là ở đây đúng không, em gọi cái trung điểm này chắc chắn phải khai thác cái trọng tâm mà nữa. Hiểu không? Vậy thì ta sẽ gọi, thầy gọi đây là M đi. M là
trung điểm của AD, thầy phải dùng cái tỷ lệ này, MG, nhưng mà chắc chắn phải trọng tâm phải dùng tỷ lệ. Để nó song song thì nó phải song song với, tức là đường thẳng song song mặt phẳng, nó song song với mọi đường trong mặt đó luôn mà, hiểu không? Đấy, nếu hiểu không, nếu có một mặt phẳng nào đó chứa cái đường đó và cái mặt đó cắt cái mặt kia theo giao tuyến thì nó sẽ song song với giao tuyến, hiểu chưa? Đấy, cho nên đây mình sẽ gọi đây là N chẳng hạn. N đó, song song với N, hiểu không? Tức là nè, cái mặt phẳng SM, ta gọi ME cắt ABC tại N nha, thì được chưa? Thì cái mặt SMN nè giao với cái mặt SBC ấy, nó chính là bằng SN đó, N hiểu chưa? SN đó. Rồi, hai mặt này giao nhau là N, mà do cái GE nó chứa trong cái mặt SMN nó song song với mặt SBC cho nên GE nó sẽ song song với giao tuyến. Ở vì theo cái định nghĩa trong trong lý thuyết nha. Nếu hai mặt phẳng mà song hai mặt phẳng cắt nhau theo một giao tuyến, nếu đường trong mặt này mà song song với giao tuyến sẽ song song với mặt còn lại, hay là song song mặt còn lại thì sẽ song song với giao tuyến đó, hiểu chưa? Tức là nó sẽ song song với GM, mà song song thì chúng ta dùng định lý Thales, nhớ định lý Thales không? Hai hàng này song song đó, dễ thì không song song nhưng mà mình phải hiểu song song là vậy đó. Thì em mình hiểu Thales nha, tức là GM nè chia cho GS là 1 phần 2, đúng không? Nó sẽ bằng là em nè chia cho n 1 phần 2 đó, mà em với n nó lại bằng lại gì biết không? Am chia cho nó bằng là e vậy, ea chia cho ec theo định lý Thales đảo, bởi vì am nó song song với cn hình thang luôn, nên là em chia n song song chia song song thẳng hàng với thẳng hàng đó bằng ea chia cho ec, mà ea chia ec bằng 1 phần 2 đó, tức là ea chia ec bằng 1 phần 2, tức là x, tức là ec chia a, ea chia ec bằng 1 phần 2 tức là x bằng 2 đó. Hiểu chưa? Đó là xong. Cũng hay ha, khá là hay á. Nó cho kiểu ghi gớm á, bạn không có kỹ năng là làm không được đâu. Rồi, đấy, hiểu chưa? Thì chúng ta đầu tiên là chúng ta gọi M là trung điểm của AD. Đó. Thì mình phải chứng minh là M với E nó đều thuộc trong cái mặt phẳng ABCD thì ME nó mới cắt được BC. Đúng không? M là trung điểm nè. Còn AD nên M thuộc AD, AD mới chứa trong mặt ABCD. Suy ra M thuộc ABCD. Rồi, tiếp theo. N là trung điểm. Rồi, N à, E thuộc AC, AC mới chứa trong ABCD. Cho nên suy ra E thuộc AC ghi chữ thuộc này nè. Ký hiệu. Rồi, E sẽ thuộc ABCD để mình mới tìm ra giao điểm ha. Rồi, thì có đủ 4 điểm trong một phẳng ABCD rồi chúng ta mới gọi là trong một phẳng ABCD ta mới gọi N là giao điểm của ME với BC. Rồi, hiểu này ha. Rồi, chúng ta có nè. Chúng ta xét ta có N đúng không? Ta có S. N trước đây mình chứng minh N nó thuộc trước nè. N nó thuộc vô mặt phẳng là nó thuộc vô ME. ME nó mới chứa trong M thuộc SMN đi. M thuộc SMN. Đúng không? M là thuộc SMN. N thuộc SMN. Rồi, N nó thuộc vô BC. Nó giao điểm nè. Mà BC nó mới chứa trong cái mặt SBC. Cho nên suy ra N nó mới thuộc SBC. Rồi từ đó mình mới suy ra N nó mới thuộc SMN giao với SBC. Đó. Móc lại.
hiểu không? Rồi. Để ta có đó, S thì thuộc SMN giao với SBC đúng không? S thuộc SMN giao với SBC, có chữ S trong đó đó, N cũng thuộc chứng minh trên. Đấy, vì từ đó mình suy ra giao tuyến của hai mặt này chính là SN. SN. Rồi ta có, nếu hai mặt phẳng phân biệt cắt nhau theo giao tuyến và đường SE, cái đường GE nó chứa trong S GE nha, để mình phải chứng minh nó trước cái đó đi. GE trước. Nếu đường trong mặt này mà song song với giao tuyến sẽ song song với mặt còn lại. Hiểu nha? Đó. Được chưa? Nhưng mà nó trong trong cái lý thuyết nó nói vậy đó, nhưng mà nếu mà đường song song mặt còn lại thì chắc chắn sẽ song song với giao tuyến. Đó, được ha. Đường song song với mặt còn lại thì chắc chắn nó sẽ song song với giao tuyến, tức là hai mặt có giao tuyến đúng không? Đó, tại vì đề nó cho là GE, nếu mà nó không song song với SN là nó sẽ cắt mặt SN, mà nó cắt SN là nó GE nó không song song được với thằng SVC à, tại vì cắt SN là N nằm trong SVC là tại một điểm nè, nó sẽ hiểu chưa, nó sẽ có giao điểm với SVC, nó không thỏa mãn đấy. Đó, cái điều đó mình phải hiểu ha. Tức là ta có GE, mình có chứng minh SMN là xong. Ta có G. G đúng không? G là thuộc SM. SM nó mới chứa trong SMN. SMN. Cho nên mình mới suy ra G nó thuộc SMN. Còn E nó thuộc MN. E nó thuộc MN. MN mới chứa trong SMN. Suy ra E nó mới thuộc SMN. Rồi đó, vậy ta có này SE nè, SE GE chúng ta, GE GE nó mới chứa trong đó, hai cái điểm này nó thuộc là chứa trong SMN đó, và GE nó song song đề cho nó song song với SBC đúng không, vậy suy ra nó sẽ song song với giao tuyến GE đúng không, nó sẽ song song với SN đó. Rồi còn nếu nó không song song là nó cắt à, mà nó cắt đúng không, là nó cùng nằm trong một mặt mà GE với SN là cùng nằm trong mặt SN, nếu nó không song song nó cắt SN, mà SN lại chứa trong SBC là nó cắt SBC, là mâu thuẫn giả thiết á, hiểu không? Đó, vậy ta có GE nó song song với SN, chúng ta mới dùng cái định Nitalet à, à xét cái tam giác SMN à, có đúng không, GE song song này là GE chứ không phải SE nha, GE song song với SN đó, cho nên suy ra đó, GE song song với SN suy ra đó là gì, GM chia cho GS đó, nó bằng EM chia cho EN, đó là theo dùng cạnh bên đúng không, là định lý Thales đó. Rồi để đây là số 1. À, bây giờ ta sẽ dùng tiếp theo. Ta có là AD song song với BC là hình thang mà đúng không? À, tức là AD song 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 với gì? Song song với BC. Hai rút ngắn lại là AM song song với NC thôi. Đúng không? À, cho nên mình sẽ dùng cái định lý Thales trong cái mặt đáy á, tức là đầu tiên mình phải nói trong cái mặt phẳng trước đi. Trong mặt đáy để mình làm việc trên trong cái mặt này thôi. Trong một phẳng ABCD ta có đó, này song song hai này đó, vì mình dùng Thales hệ quả định lý Thales năm lớp 9 lớp 8 đó, tức là M chia thẳng hàng chia thẳng hàng ở song song chia song song đúng không, bằng mình chỉ chia thẳng hàng thôi, còn AM với NC không cần chia, đó là bằng EA chia cho gì, EA chia cho E gì, EC à, đúng ra nó bằng lại gì, AM chia NC nữa đó, nhưng mà không cần cái này nha. Đó, cái này là hệ quả của cái định lý Thales. Hệ quả năm lớp 8 đó nha. Mình coi sách giáo khoa lại đó. Rồi, Thales này là số 2. Đúng không? Nè, bắt cầu qua nè, M với N nè. Bây giờ mình dùng tác trọng tâm nữa là xong. Ba cái. Nha, ta có G là trọng tâm của tam giác SAD. Đúng không? Giả thiết. Đó, suy ra GM
và chia cho GS nó bằng là 1 phần 2 tính chất trọng tâm là số 3. Đó, rồi từ 1, 2 và 3 đó, mình suy ra đó theo cái tỷ lệ đúng không? Đó, bằng này nè. Hai này bằng nhau mà GM chia cho GS bằng 1, 2 vậy là nó có là EA chia EC. EA này chia EC là bằng 1 phần 2. Đó, từ đó mình rút ra EC nó bằng 2 lần EA. À, mà đề cho nè EC nó bằng x lần EA vậy sẽ là x sẽ bằng là 2 đó, đồng nhất x sẽ bằng là 2 rồi xong đó, và x bằng 2 đó, kết thúc đề đúng không? Rồi mấy bạn có thắc mắc cái chỗ nào không? Không phải không? Thì mình nghĩ nha.